Hai mọi người, lại là tôi đây. Tối nay chúng ta sẽ ăn món bắp cải mọi người, bắp cải xào với dưa leo, dưa chuột người, với chả chay người, chả lẩu chả quế chay người, với canh chua người, canh chua bắp cải đậu bắp người, với cà tím người, với món đậu bắp luộc người, cà xào dầu người, với khô cá lóc chay chiên người, với món cá lóc kho người, cá lóc chay kho, nước chấm có nước mắm mặn người, mắm mặn người, mắm chanh tỏi ớt, với nước tương chanh ớt người, tráng miệng có bánh quay chèo người, nước uống có trà đá người, trà tắm người. Đây mà mọi người muốn xào mọi người, chả chay xào với bắp cải trắng người, dưa leo dưa chuột người, này canh chua người, canh chua giấm mọi người, bắp cải đậu bắp với cà người, cà tím mọi người. Món này cá lóc chay kho mọi người, kho tiêu cơm mọi người. Cà xào dầu người, cà tím xào dầu người, xào dầu hành, đậu bắp luộc người, ly trà đá người, trà đá trà tắm người, nước tương người, tương chanh ớt người. Khô cá lóc chiên người, cá lóc chay chiên người, nước mắm người, mắm mặn người, mắm ớt người, nước mắm mặn người, mắm chanh tỏi ớt người, bánh quay chèo người, chén không rồi, chén không đựng xương rồi, ăn tương có chén đựng xương. Muỗng rồi, muỗng dài rồi, vừa dài vừa lâu rồi, vừa lâu vừa dài. Đổ rồi, đổ hết xô le rồi. Một gió cho nó mát mát rồi. Nay trời nóng rồi. Trời đúng nóng. Mời mọi người ăn cơm. Cơm mọi người. Úp gió cho nó mát luôn. Canh chua đúng ngon rồi, hấp miếng canh nó đã rồi. Làm miếng cá kho rồi. Cá ngon rồi. Nó dài dài mà cá nó dài dài, ngoài nó béo béo rồi, lớp da nó béo béo rồi, cái lớp da là dông biển rồi, ăn nó mềm mềm còn nàng. Cái xác của tàu hủ đậu hủ là gì mà nát luôn rồi, nén rồi, bây ăn nó dài dài chắc. Còn cá béo là để dầu luôn rồi, để dầu
giờ này ăn là đúng khô rồi đó mọi người, nó cứng nhắc luôn rồi, tại không chiên nữa mà giờ khô chiên nữa là cứng nhắc luôn rồi. Ngon rồi. Khô này đập mới xé ra mình ăn với gỏi ngon rồi. Cảm giác mắm nó hơi lạc không rồi. Dầu xào chấm mắm ăn cũng ngon rồi. Tôi dạng thì chai mặn này dùng được mà. Giờ này hơi đói rồi, tại em hồi chưa nói xong cái ngộ rồi, món mình nấu rồi nấu xong á nó cảm giác nó hơi rồi. Ăn không nhiều lắm rồi, với đồ chai mau đói luôn. Mớ cải đúng giờ rồi, không có cộng dao quế luôn rồi. Dao quế ăn nó thơm thơm rồi, với chưa sắc nhẹn với ông rồi. Để vô ăn cho nó ngon. Giờ này đang ăn mở buồn ngủ tới luôn rồi, giờ này chỉ muốn lặt ngang ngủ luôn rồi. Nhưng mà không biết ngủ được không rồi. Tôi cảm giác nó hơi đói mọi người, phải ăn cơm cho nó no. Bây giờ đó nó nhà phải có gạo là vậy mọi người, không sợ đói mọi người. Ăn cơm nó chắc bụng mọi người. Mấy món này tôi nấu không rồi, nghe dẫn tay rồi nấu bữa.
nó đàn ông lên được giường xuống được bếp luôn rồi. Đó là nấu quân tử với tránh xa nhà bếp luôn rồi. Canh chua này làm như có hậu đắng luôn rồi. Nãy nó do cái xài có cái chảo luôn rồi. Để hâm đúng không rồi. Không biết hâm có ấy gì không, cảm giác nó hậu nó hơi đắng xíu. Nấu quân tử với tránh xa nhà bếp luôn rồi. Nói vậy luôn rồi. Có nghĩa là không chú trọng vô việc ăn uống nhiều quá đúng rồi. Mà quên đi kiểu việc học không rồi. Chứ kiểu như nhà nghèo mà không vô bếp nấu nướng ai nấu ăn cho mọi người. Cho nên nhiều cái phải hiểu theo cách nào mọi người. Nó thời buổi hiện đại mà. Hay nấu nướng chuyện bình thường mà. Nếu đàn ông phải làm được hết rồi, chuyện gì cũng phải làm được hết rồi. Chỉ chuyện đẻ không được thôi mọi người. Cho nên nó cũng nở để yêu thương là vậy không rồi. Không ăn nặng đẻ đau không rồi. Bây giờ ta nói sinh đẻ mà bây giờ mới gọi là thiên chức là vậy không rồi. Đúng ngon mà cảm giác không đói còn cào rồi. Thôi thì hơi cứng rồi như hồi trưa ăn là giờ để ngộ gió vô cứng, còn là mấy món khác ăn ok hết luôn. Mắm khô là cái ớt vừa ăn mà ăn không mà ăn với rau sống vừa leo vừa trộn cũng được mà. Còn món cá lóc kho tiêu mà ăn với canh chua mà đúng bài có thể. Món chiên xào luộc canh rồi người làm bốn món bốn năm món rồi. Chiên với luộc dễ lắm rồi, chỉ bắt lên ấy thôi mà canh lửa thôi. Món xào món kho này kêu phải đinh nếm rồi với canh chua này kìa, đây canh chua giấm luôn rồi. Mới đòi hỏi nó không chua mà tính nóng thì nóng lỗng chua rồi. Bây giờ đổ giấm vô trước sau mới nêm nước sao. Làm cái nữa nghỉ mà.
đúng rồi, đói hơn rồi. Tại nhiều khi không biết là do cơ thể mình nó ấy hay là mệt hay là do ấy rồi. Này bánh hoa chèo người ăn tráng miệng rồi, có tráng miệng ăn dĩ quen rồi. Giờ này mắt mà mở cũng phải lên đúng rồi, nó ngộ đúng rồi, nó giống như tao cỡ đó, giống như gà giờ này muốn vô chuồng đó. Trời bữa nào mệt quá mới ngủ sớm rồi, nhiều khi cái này kêu cầm điện thoại lên bấm bấm hồi đó nó tỉnh queo rồi, tự nhiên giống như nó qua cẩn rồi, qua cơn nó tỉnh queo. Đúng giòn rồi, bánh quay chèo này thuộc kiểu của mẹ giòn mà nó cứng rồi chứ không phải giòn xốp nữa, cái giòn dậm luôn rồi, còn giòn xốp xốp nó khác luôn rồi, ngày giòn trong mềm nó khác luôn rồi. Bánh thơm rồi, cái bánh quay chèo mà giống như cái bánh quẩy nó sáng là không à. Cộng cám luôn à. Ăn bánh xong uống trà đã mà. Ăn ngọt á, uống cái vị nó lấy thanh là mà đã mà ngọt không á, kiểu giờ này kiểu nó ấy đúng rồi. Cái bắp cải trắng xào dưa leo dưa chuột rồi với chả chay mà chả lồi chả quế mà ăn ngon rồi, nó giòn giòn rồi, dưa leo và cháo xào hai ba lửa chứ nó mềm rồi. Này mấy món này cũng ấy người dễ mà, cứ để nước mình xào cho nó mềm để nó thấm như vậy là ngon rồi. Còn nêm nếm đó, muốn cho nó kiểu nó xào mềm hoặc là xào giòn nó khác mà kiểu em nó giòn giòn á, còn muốn thấm như vậy người cho nó hơi mềm mềm xíu thì để nước ấy nhiều xíu rồi cho nó đậy nắp lại nó mềm để nó thấm như vậy thì kia vô ăn là ngon rồi. Rồi cái món canh chua giấm rồi. Này nấu với bắp cải đậu bắp rồi, với cà tím rồi, có cộng dâu quế nhân trái ớt luôn rồi, ăn ngon rồi, vị chua vừa phải luôn rồi. Sáng ăn thấy chưa ăn thấy nó ok rồi, chiều không biết hâm là hơn sao để sao cảm giác hậu nó hơi đắng đắng rồi không biết do ấy. Còn món cá lóc kho tiêu luôn rồi, ăn ngon rồi, nay mới ăn món này rồi, tại ở nhà toàn kho cá lóc này toàn đem đi chiên rồi, không nói kiểu làm gỏi á, bữa nay tính ấy rồi nhưng mà thấy nhiều món quá làm cũng hơi ấy rồi. Rồi có đem đi kho rồi, ăn ngon rồi, nó dai mềm rồi, có bé béo lớp da người đen đen cái miếng dòng biển á, bé béo của dầu rồi, teo ớt thì kia nó cay cay. Rồi thì cà tím xào dầu rồi, ở cái lớp vỏ nó giòn giòn rồi, trong mềm rồi, chấm nước mắm nước tương thì tùy rồi. Rồi cái đầu bắp luộc rồi, ăn với món kho cũng được rồi. Rồi đây có nước tương mắm chấm nào chấm chấm rồi. Bánh quay chèo ăn giòn ngon rồi, nước uống trà đá trà tắm ngon thơm rồi, thơm ngon rồi, cơm ngon rồi. Giờ này nó buồn ngủ đó không rồi, kiểu gật cù gật gà đó rồi. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa tối thật là ngon miệng và có một đêm thật là vui vẻ và sẽ được phúc nhiều. Bye mọi người.